không lưới chắn an toàn. Công nhân vô tư đổ trực tiếp rác thải xây dựng từ tầng 3 xuống đất. Đây là hình ảnh tại công trường xây dựng trường mầm non mùng 1 tháng 6 trên đường Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội. Được phóng viên Tầm Nhìn TV ghi nhận lại, những hình ảnh này khiến dư luận bàng hoàng đặt ra câu hỏi. Tại sao một công trường xây dựng ngay trên một tuyến phố đông đúc người qua lại lại vô tư để xảy ra tình trạng mất an toàn lao động, gây nguy hiểm cho người đi đường? Theo tìm hiểu, được biết đây là công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng quận Ba Đình làm chủ đầu tư. Nhà thầu thi công chính là Công ty Cổ phần Xây dựng Nhà và Phát triển Hạ tầng Đô thị Hà Nội, SIDCC. Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Đầu tư Bình Minh làm tư vấn giám sát công trình. Là một dự án đầu tư cho các cháu mầm non, sử dụng vốn nhà nước xây dựng. Thế nhưng vấn đề an toàn lao động cho chính công nhân và người đi đường qua khu vực này lại bị bỏ quên. Thông tư số 04/2017/TT-BXD quy định đã có quy định rất rõ về trách nhiệm trong việc quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Thế nhưng tại công trình này tất cả đã bị bỏ qua, cũng như được cho qua một cách dễ dàng khiến tính mạng công nhân đang làm việc tại đây ngày ngày bị đe dọa. Không những công nhân mà khói bụi, vật liệu rơi vãi từ công trình cũng làm tăng nguy cơ ô nhiễm và mất an toàn cho nhân dân sinh sống và làm việc quanh công trình. Để có thông tin khách quan về vấn đề nêu trên, phóng viên Tầm Nhìn TV đã liên hệ làm việc với chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Ba Đình để làm rõ về vấn đề này. Mặc dù là ban anh đã phải thuê đơn vị tư vấn giám sát đại diện cho ban để coi là giám sát chặt chẽ cái nội dung này và yêu cầu nhà thầu người ta phải tuân thủ đúng theo cái biện pháp thi công. Không những thế mà ban anh tuần nào cũng phải giao ban công trường, thứ nhất về tiến độ, thứ hai về kỹ thuật công trường, và thứ ba về coi là tất cả những cái an toàn lao động, vệ sinh môi trường trên công trình. Cái này thì anh sẽ xuống ngay dưới công trường để anh coi là kiểm tra lại, nếu đúng theo cái phản ánh của bọn em thì anh sẽ coi là yêu cầu đơn vị thi công coi là thực hiện đúng theo cái biện pháp mà đã coi là cam kết với chủ đầu tư, thực hiện ngay đúng theo cái biện pháp này thì mới cho triển khai. Đây là hình ảnh mà phóng viên ghi nhận lại được tại công trường. Theo lời của ông Vũ Phi Hùng là có ban tư vấn giám sát công trình hàng ngày tại công trường và ban quản lý đi kiểm tra giám sát hàng tuần. Vậy lý do gì khi mà công trường được giám sát chặt chẽ nhưng tình trạng mất an toàn lao động vẫn vô tư diễn ra trong nhiều ngày? Qua đây đề nghị Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sớm vào cuộc thanh kiểm tra xử lý dứt điểm tình trạng mất an toàn vệ sinh lao động tại công trường xây dựng mầm non mùng 1 tháng 6.